ghé sớm cồn khương rồi nhích lên xíu ghé khu ổ chuột cồn sơn của mình coi bao lâu nữa đổi đờ khu này chắc thua hôm trước thì ghé cồn khương rồi thì ai cũng biết rồi ha những cái thầm phần khó khăn kinh tế không có đồng lương toàn phải đi trả lương cho người ta thì nằm hết ở đây toàn những cái biệt thự đại gia siêu xe đồ các kiểu nằm hết đây thì thôi bây giờ mình đi lên cái cồn khương là cồn khơ tộc cồn sơn sơn Trời ơi nhìn cái cồn của người ta kìa Trời ơi nhìn cái cồn của người ta kìa Nhà cửa nè Biệt thự các kiểu nè Nhìn qua cồn sơn nè Quải chưa Theo quy hoạch nè Mới nhất luôn Thì cái khu vực này nó vẫn còn là cái màu của cây lâu năm màu vàng Lát đát vài hộ gia đình màu hồng và đa số bà con vẫn còn bơm nước bơm cát vô để làm thủy sản cái màu xanh dương đưa quy hoạch lên vệ tinh nè đó còn là phân khu đất nông nghiệp ê được cái trường học nha sắp có trường học rồi có giáo dục là có tương lai đợi đi chắc đời cháu á